Giờ với cá sơn à. Mọi người ơi. Ồ, em mình dính thêm nữa cả nhà, đây là con thứ tư. Con cá nè cả nhà ơi. Đó. Ồ, mọi người cứu ui. Cái dĩa được không? Rồi em dính con cả nhà ơi. Con bự nè. Từ từ em ơi. Ồ, em mình nói có con cua, cua đá nè. Cua lông hả? Đó, con này bự nè. Xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Lần này thì xin sẽ mời cả nhà đi soi cua đêm với mình ở đây nha. Rồi thử coi ở chỗ này là có những con cua xanh hay là những cái loại ghẻ gì ở đây nha cả nhà. Ở đây thì ở đảo cả nhà biết mà cua ở đây nhiều lắm. Ban đêm mình sẽ đi gọi xem thử có cái gì ha. Sẵn mình bắt mấy con cá bóng nằm trên cục đá đó cả nhà. Ở trong nhà xem luôn. Bây giờ không để cho cả nhà chờ lâu nữa mà chúng mình sẽ chờ tối ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi soi cua nha cả nhà. Vậy giờ lấy đèn pin hả? Rồi mình có một ít bọ nè cả nhà, đây là mấy con bọ mà mình thường hay câu cá nha. Giờ mình sẽ đi câu cá sơn trước cả nhà, cá đó đỏ. Cả nhà ai xin vừa mới xuống câu được cá sơn cả nhà. Cả nhà thấy không, giờ mình câu dưới đây là cái cá năng rất là nhảy luôn cả nhà. Giờ này cỡ cũng 6 giờ rồi nên cá năng dữ lắm cả nhà. Giờ với cá sơn à. Cái mé này dễ kéo nè. Dưới giờ kìa, dưới giờ kìa. Ăn cái mé. Đầm lắm luôn. Rồi dưới đây cái caramel này. Rồi, cái caramel này. Cá gì vậy? Cá này, cá sơn gùi. Cá sơn gùi xíu à. Đục hết đâu? Dạ, sợ đâm em á. Bỏ đây nè cái này. Bỏ thùng đi bác ơi, cho em nó coi. Đó. Thứ hai nha cả nhà, thứ nhất là ai điện giờ em nghe đi rồi để chú bún nước con đi theo. Ok quay coi nó con nước coi gì dễ nè. Đây cái này. Một con bị chết rồi. Hết xong nữa nè. Được không? Đây. Đủ, chỗ này ăn vô nè. Ú, chỗ này đẹp nè. Chỗ này đẹp cho thôi. Wow, con cá hồi nãy luôn. Em mình vừa dính một con cá này nha. Đó, con cá này ngon nè. Cá sơn để im nữa nha. Ở đây có rất nhiều loại cá sơn nha cả nhà. Có nhiều loại cá sơn luôn á. Sơn này mà nướng lên là khỏi nói luôn á. Thịt nó da lắm cả nhà. Ủa chỗ này nhiều dính không? Ủa cháu mình dính đây nha. Sơn nhỏ hả? Sơn to à? Lấy không thọ nhỏ lấy không? Đây ơi. Lấy luôn hả? Rồi. Trên ăn bánh. Đây câu này đâu mà đâu có đâu. Không có. Ít rồi. Rồi đứt lưỡi. Đứt lưỡi lấy lượng khác đi. Lấy lượng cầu tối.
Chín rồi em. Trời ơi. Một cháy luôn nhớ nữa. Bây giờ em cẩn hết mồi rồi, mồi đi. Mọi người ơi. Ồ, em mình dính thêm nữa cả nhà, đây là con thứ tư. Ủa, em, ủa, nè, ủa, nè, chút, nè, nè. Em chùm đâu có sơn mà. Rồi bọn nè. Bữa nào hết mồi nhậu xin đi mua nướng nhậu bia hơn rồi xin. Rồi về mà mát đi ha. Lúc ừ mới ngon mà. Vô đi, vô đi. Ôi, lấy cho mẹ coi, đại quá. Con này mượn được cả nhà nghe rồi. Nghe. Cả nhà nhớ có những cái gai đó nè, cả nhà thấy không? Cái gai đó nè. Đó. Anh em. Đó, bóp mạnh cả nhà ơi. Đó. Vô. Quá nhiều. Quá nhiều cả nhà ơi. Chuẩn bị em mình dính tiếp nha. Nghe ổ, nghe ổ rồi, nghe ổ rồi. Dính này. Nhiều quá, nhiều quá, vậy là nghe ổ rồi đó. Trời ơi, mọi người đang có con cá này cả nhà ơi. Đó, quá trời cá luôn, em mình mới câu xíu rồi cá nhiều luôn. Cá nhiều ha. Dạ. Này con đây là bò cả nhà, đây là mấy con bò để mà mình câu nè. Cái này năng gì đúng không nha. Con kiếm bà họ làm gì cả? Kiếm bà làm gì vậy? Nướng luôn, canh vô. Mỗi rẻ mà. Chết này đau hơn nữa. Trời, tao quỷ ơi. Phải mang hết loại nhỏ nè. Cái gì cậu? Em mang hết. Cô em gì? Mang hết nè. Em mang hết nó chiên già nó ăn là nó nuốt được. Dính cá đó mọi người ơi, kiếm cá nhậu. Mang hết này mọi người bắt gì nha. Chứ mấy cái khơi đâu, bắt gì cái bọc cái lóc đâu. Đó. Cái bà thợ con hay không nha? Dữ à. Cái bà con hay không? Đâu, cá đâu. Cá này. Ú, cá này ngon gì vậy? Đây, cô thử đi. Chà, cá này em là cá nhà ơi, cá đã nè. Rồi, đi lại mở đi bên. Đi. Đâu có em luôn, còn lại con câu bên kia. Rồi, thả đi con. Con mập. Để xuống. Nghe đi luôn một cái gì rồi. Đi, để một gạo. Nhiều chứ cá nhiều. Cả nhà ơi, xin vừa mới đi câu cá sơn về. Nói chung là mình câu cũng được nhiêu đó thôi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi soi cua cho cả nhà xem nha. Bây giờ cũng 7 giờ rồi, giờ này cua sẽ ra nhiều. Bây giờ mình đi soi cua cả nhà. Rồi đi từ từ chơi nghe không? Rồi con xuống đi. Em muốn đi anh đi đó đi nè. Chị qua về đây luôn không? Rồi về đây luôn. Mình mới biết con ngon chơi rồi. Sao không quên? Sao không được? Đi con ngay đi. Quên để con đi. Quên chưa? Rồi. Đâu con. Ừ, con xanh lưỡi nè. Ổn chú. Được. Ổn nha, ổn. Bắt nước. Con đè lên con canh đi em ơi. Để đúng không quên? Có cầm nước, có cầm này, có cầm này. Cầm nó không? Nước con sợ đúng nước nha. Tôi cũng đâu. Đi tôi cạo nó bên này. Giờ mình sao cô cái này. Nước lớn cá cô nó nhiều chứ. Thì nó bị động nước hết trơn à, nước càng cạn ê cô nhỏ bỏ. Cô này bỏ luôn nhỏ quá. Ê này nè, anh có 7 chung. 7 mắt gì chụp luôn nè. Thấy chưa? Đây là cua nó ra nhiều, không biết là nước nhiều không? Không thấy cái rõ là không bắt được đấy. Anh gọi cho đi cho. Gọi lên đi chung với đi. Ở bên đây. Con lên kiếm đi bên. Không, con đi cậu nào. Tự bên đây, tự bên đây. Để động bên đây. Mình thấy không? Mọi người cứ bụi. Cái dĩa đâu không? Không cần. Ê, cái bỏ đi, không hay. Cái này lấy đồ đâm được rồi. Nè. Ừ, được không? Vậy anh nói được là biết anh nói được rồi. Được rồi, nhỏ gì nữa. Đi từ thôi em. Vậy bây giờ được cái đấm đi chưa coi. Đừng có chủ quan nữa. Anh cái gì đâu,
luôn rồi. Hôm nay nước lớn cả nhà. Từ từ Quyên lên đây ra trước rồi Quyên. Thì là cua độc. Nước lớn quá cả nhà ai rồi nên muốn quay được. Được không? Đi ra. Cua nè. Rồi rồi, lắm luôn. Tự nè, đậu động. Nước lớn quá nè, lớn quá động. Ủa chị nhanh quá nhà. Ui, con xanh lự từ từ biết. Thì đó. Nhanh lắm. Đâu rồi, đâu rồi. Từ từ biến chỗ đi kia đi. Biến mày lưu lại biến. Bây giờ nhà nàng biến đi từ từ thôi. Ý là cũng đi từ từ thôi. Tự quen con nướng sau lưng đi, dựng đủ để cho cậu với cậu chủ đi trước nha. Ừ, rồi con nướng ra đi, con đi tới nữa heo. Con cứ đi tới vậy, cua chảy luôn sao? Rồi, vô. Rồi, gọi đây, thấy đây. Con này không? Nè, thấy con này nè. Ủa, chú phải con này hả? Con này nè, ủa thấy nằm đây nè. Xíu à, con bự nè. Con bự. Còn không? Dạ. À, con bự nè, thấy không? À, rồi. Được không? Sảy ha. Sảy cái nhà, giờ mình đi kiếm một khác. Không chơi được. Mày kệ đi, kiếm một khác đây mày. Đi từ thấy bên đây không còn đồ ốc sông kính. Đây ai à? Tại con nó dành chỗ ổ rồi. Chạy ở nhà. Vẫn. Còn đi, không? Ba đó hai không được. Nè, hai con mũi đâu? Đâu đâu? Ở trong hang đó. Gái nào, bé rồi. Có mất tiếng. Có cần lấy anh cầm cái đèn cho? Không, bắt rồi, bắt dính này. Cô bự cái nhà, cô bự. Đấy, bà ơi. Vô đây nè, vô đây nè. Sảy rồi thôi. Sảy hả? Sảy rồi. Con bự không? Bự lắm. Sảy. Sảy ra nhà con bự lắm. Chạy cái nhà nó chạy. Bự. Thấy không? Anh nhìn trong cái cậu thấy không? Thấy. Thấy đúng không? Bự là cái nhà con bự nè. Có hàng hả? Có hàng. Có hàng ở nhà con bự ghê trời. Thấy kẹt. Mấy con đó lát con lấy bẫy đi vừa thôi. Lát mấy con đó lấy bẫy đi. Đâu ngư ta? À, con leo quá. Không, con leo mấy con ngư đâu. Biết cái gì nữa, bỏ đi. À, con đó kẹt nhất thì xưa. Bây giờ em lát thấy mấy con đó, em đưa bẫy vô đi. Mấy cái bẫy ở nhà. Mình xin lấy cái bẫy mình giật nó. Ê, cậu có con cua kìa. Con này đang đá gì kìa. Kẹt đâu vậy cua kìa? Ở đâu? Cua nhỏ một xíu hả? Không? Nhỏ không? Nhỏ. Rồi, à, nhỏ lắm ở nhà, ở ngoài thấy gì nhỏ lắm nha. Nhỏ rồi bỏ đi. Giờ đi theo con nhỏ lên.
Ồ, cá này nè, cá. Cá sơn. Hả? Ờ. Qua qua. Một đứa con ấy nè. Trứng cá nè. Vô đồ con đó nha, nữa đây. Đi ra bên, đi ra bên. Còn lưu lại đấy, còn lưu lại. Không để, đi trong đi. Ê, hai con bự. Hai con này luôn nè, con này nè. Ủa, đâu ổn rồi. Rồi, chết đi. Rồi, chúng mắc luôn kia. Nó kẹt luôn nè, nó kẹt một cái nhà. Ở đây hai con. Ra bên, thục chân lên. Từ nha, hai con. Vô hai con. Rồi, từ đây nhà xem nè. Hai con hết luôn hết rồi. Ủa lên đây mày. Đáng đào. Đáng đào nó kẹp, nó kẹp. Hai con ở nhà, hai con chân con nè, hai con nè. Đó. Ba con luôn. Ừ, ba con. Có thêm ba con. Có nè, có nè. Mời ông đi. Vô luôn, vô luôn. Qua nhà, đó. Chạy. Ok, chưa? Trứng là không con dịch nè. Dạ. Có con nè. Có hàng. Dạ, có hàng ở nhà, anh có hàng. Được không, được không? Hàng ngắn không? Ngắn nhưng mà nó kẹp vào. Kẹp vào nhà, nó đang kẹp vào nhà. Nhưng còn xung quanh đây còn nè. Anh sẽ lấy một cái tay, cô bên nó gỡ cái tay lên cái. Là anh chụp được rồi. Con này nó không có ấy, nó không có... Trong cổng á. Nhắm lên 5 phút đầu này nè, dựng lên. Cái nhãn lên. Ừ, cái nhãn lên anh nhìn nè. Nó không có, ừ, kẻ đi. Dạ, đâu? Không được rồi. Ăn cỏ đi. Tôi cũng có bỏ đây mà. Tôi đúng rồi nhà, cái kéo không nổi. Này ra luôn, này ra luôn nè. Rồi đúng không? Ra luôn. Cái cản luôn đó. Chơi nha, rồi to luôn nè. Rồi, chơi đi. Nó là lắm. Cỏ này là bự đó cả nhà. Bây giờ mình đi tiếp ở nhà. Tối nay nước lớn nhưng mà cũng bắt được nhiều đó cả nhà. Nếu mà không lớn rồi ngon lắm á. Ê, đúng rồi. Được rồi, ngang từ cái bên. Đi còn tới chứ. À, bắt em bự đi, em nhỏ bỏ đi. Đó, đó. Dạ. 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 Ê, một càng này chưa coi. Hai con, ba con nè. Rồi, mình không có coi. Bên giáp dập không? Con này nè. Nó hả? Ê, chạy vô luôn. Rồi, vô hang rồi. Ok. Đó, bao nhiêu? Đây này, em có cái hang mà nè, có cái con bự nè. Ui, một càng bự lắm. Mở cái đá lên, nó nằm trong đá. Nó nghĩ là, ừ, hang này hang ngắn rồi. Tưởng không cứng qua bỏ đi. À cái nhà bây giờ bắt nãy giờ cũng nhiều lắm cái nhà. Bây giờ chỗ này hơi tối cái nhà. Rồi giờ mình đi bắt tiếp cái nhà. Quá trời tối rồi dạ. Có này được không? Đó là mấy con bự nữa nha. Con quá. Ủa bây giờ con bự chạy cả nhà, ủ ghê. Chạy mấy con bự rồi. Ủ ghê trời. Rồi em dính con cả nhà. Dính con bự ra. Từ từ em ơi. Đi tới với cải không? Đi tới với cải không bây giờ hả con? Dạ con bự rồi. Không đi tới với cải không bây giờ hả? Dám đi không? Em nhìn em gọi cho anh nè. Dạ. Đây là cái nhà. Nhỏ cái nhà bây giờ mình bỏ nha. Lại bự hơn bắt cả nhà. Thôi tha cho em đi. Dạ đây con cái nhà. Đây con nè. Chỗ này vô. Đi con đi, chút đó đi. Vô cua cả nhà. Có gì? Nói về cua cả nhà cho này cua nhưng mà cua này cua nhỏ nha, là nhỏ mà không bắt được. Trong chụp mấy con. Bắt nè hả Dương. Mấy con này nhỏ mà hay con bự nè, Bự đâu? Đây. Đây là cái nhà. Đây cái suối nè, xuống khe đó. Trời ơi xuống khe thiệt rồi. Xuống khe cả nhà ơi. Ủa nghe trời, xuống khe rồi.
Rồi, rồi. Sao đây có không ạ? Dạ, con này nhỏ. Con này bỏ đây chứ nhỏ không? Chụp được thứ rồi. Cho cháu nó chụp cả nhà. Từ từ, từ biết đi. Rồi, dứt. Chị nào? Ngọt kia đi con. Vô. Ok không? Lấy cái cạn cũng được nữa. Cù lông, cù lông, cù lông cả nhà. Cù lông. Ừ, cạn cù lông. Cù lông mới chết rồi. Đấy. Đây, được em cua lông rồi cả nhà. Rồi, bên kia. Đây, nghe mới nè. Đây là xuống nước rồi cả nhà. Đây là loại nhỏ mình không bắt nha, nên bỏ. Đây, đây, đây. Em mình dính, em mình nói có con cua, cua đá nha. Cua lông, cua lông. Cua lông, cua lông hả? Cua lông bự. Đó, đây, cua lông bự nè. Chưa nhà. Đó là. Vô, kẹp 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 đấy. Đây. Đây này. Cá bóng ở nhà, em đang ngồi bắt cá bóng. Dữ đâu? Dữ đâu à? Còn nữa. Sao mày đi lại đây đâu? Đứng đây, đứng rồi, đúng rồi, đứng đây, đứng đây. Bạn nha. Đây rồi, thấy con. Ủa, nhìn trời. Không, nó trượt, trượt, nó trượt. Hai con đó. Bóng có nhà cái bóng rồi. Cái con bự, con nhỏ đâu. Nó nằm trên đá, cái anh bắt liền cái nhà. Nằm đá vậy nè, cái mình chụp liền. Rồi, em nó còn con đó kìa. Bự không? Đâu nó nhiều ha. Nước lớn lên á. Cái bóng này về mà mình kho keo hay là mình ăn cháo coi nhà. Cháo trắng ngon. Cá này kho keo thì được rồi. Biển nghe bò nhà loại nó gì đó. Là ăn ngon rồi. Dai lắm. Thì con ơi. Cua đá bự nữa nha. Cua lông không? Lông là đá gì? Cầm cái đèn cho cậu coi. Đó, con này bự nè. Bự luôn. Chưa chưa từ cô coi coi càng nó chứ càng nó bự luôn. Được rồi, được rồi, em được rồi. Rồi đi em ơi, giờ mình đi cái nhà em có đi đây có chưa bi nó biết kìa, bi biết không cái gì đó không bé hả, cũng cá được rồi, từ từ chỉnh cá cả nhà. Không, cá cá bóng, cá bóng à, cá này là nó nhảy dữ lắm á. Em mở ra cho anh đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Nè, ốc nè. Ốc ở nhà, đây ốc nhiều lắm. Cô đã từ chơi. Đây nha, nhiều ốc không? Không có ốc quá trời luôn. Cô đã ăn tao một cam, cô chưa? Đâu rồi, nó cái màu này cũng ngon. Đang chạy. Đây nha. Đúng rồi. Đá bự nữa cái nhà, bự lắm á. Đá kẹp rồi nè. Dạ, con trai. Được không, được không? Dạ, chạy từ từ em được. Wow. Đúng rồi, cầm đó. Không, anh cầm dưới kia một xíu, anh cầm đó nó cắn anh. Đúng rồi. Từ từ, từ từ. Cắn chưa? Rồi, rồi, rồi. Chắc cầm bụng ra, bụng ra. Đó, anh cầm đó, anh cầm nó cắn á. Đây nha, đây là cua đá này nha. Tại vì nó không có lông á nha. Đây còn là cua đá nè. Rồi, thả cái đây đi. Gốc quýt là khác, gốc quýt nó... Nó lái người, nó là đỏ không? Bông bông như người á. Gốc quýt nó cũng tự nhiên cả nhà, nhưng mà nó bự hơn. Đây, cua đá nha. Không đây. Cua đá. Em này á là em cua đó, em đỏ là cua lông á nha, còn em này cua đá nè. Ừ. Vậy cút có hiếm không con? Đúng rồi. Vậy khó hay lắm. Thổi đá nhiều quá nhà, đi cẩn thận đấy chứ. Ốc rồi cả nhà. Lấy ốc này luôn. Trời ơi, nhà thấy không? Ốc bự không? Đó. Tối rồi mà ảnh đi ra nhìn quá nhà, lên đây nè.
ăn ngon nha. Đây, cái này đây đây em á nè. Hả? Ôi trời. Đây em bắt nhiều lắm cả nhà. Ở đây nè. Còn không đâu. Gì vậy? Bộ đá bộ nữa nha, bộ cả nhà xem nè. Đó, thấy thấy anh bự không? Đó. Quá chứ bự luôn. Rồi lấy đi chung. Cầm bên. Để em mình lấy ra cả nha. Ê, ê, chạy chạy chạy. Chạy. Đó. Lùi qua đây Pin. Có bự luôn. Bự bự phải giỡn nữa. Bự nè. Con đó là bé nè. Con là bự nè. Cái này lên lên lên. Mẹ không? Ừ ừ. Đưa cái chĩa. Đưa cái chĩa. Nè. Ú ú ú bự bự. Thưa con đó cả nhà ơi. Chạy bây giờ nè. Qua con này khủng rồi. Con này khủng rồi. Chồng con đây. Con đâm con. Đâm đâm ở trên mu. Con này nè. Đâm mu con này cũng đá này nó cứng. Con này bự lắm cả nhà. Quá nhiều. Con đâm cái mu này nè. Con đâm đâm được trên xuống. Nè, bự không vậy? Ừ, bự. Rồi, thử lại đi con. Thử lại đi. Ê, trời ơi, uống gì vậy? Gãy bị á. Gãy, gãy, gãy bẫy á. Không, anh còn một cây bẫy nữa. Nó, anh bự đúng ở nhà, anh bự khùng khủng lồ. Trời, nó kèm một cái là gãy tay cả nhà. Gãy luôn á. Để ra đâu? Cái gì con nào đây đâu? Đi đâu? Đi đâu? Nhảy lên rồi nè. Nhảy nhảy từ đá xuống cái nhà. Mới để bắt ảnh mà nhảy từ đá xuống. Nằm đây nè. Nhảy từ đây luôn đấy nè. Bắt được. Dạ. Đây đâu nhé? Đây này, bên đây. Ở đây lên được rồi, ngon rồi nè. Bây giờ anh em mình phải đi về cả nhà, vậy là xong rồi đó. Giờ mình về mình kiểm tra có bao nhiêu cua nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ẩm thực và du lịch của mình nha. Hôm nay thì cuộc hành trình của anh em mình đến đây là kết thúc. Nói chung là cũng mệt cả nhà, nước cũng lớn nên không có thể bắt được nhiều cả nhà. Giờ mình về nha. Nhà thành quả này. Thành quả luôn. Nhìn nhìn được không? À. Được gì nữa? Chỉ biết là lửa cua ở đây. Bỏ vô tủ đông ha. Bỏ vô đông. Bây giờ bỏ luôn chứ không phải làm. Bỏ luôn. Chứ giờ nó kiểm đâu. Ngon lắm nha. Nó như to luôn nha.